Hôm nay ngày mùng 1 tháng 5, anh em chúng ta tiếp tục trở lại khám phá các mẫu đá Hoa Cương nha. Hôm nay mình sẽ up lên các cái mẫu đá granite rất là đẹp và tuyệt vời cho cả nhà tham khảo. Cả nhà xem clip thứ hai nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp việc nha. Rồi, cảm ơn mọi người trước. Đây, những cái dòng đá mình chỉ quay sơ lược qua để mọi người xem và chọn một cái mẫu ưng ý cho mình thôi. Hôm nay tấm đá này cũng rất là đẹp mọi người. Cái tấm nào có tên đó mình sẽ đưa tên lên cho mọi người xem. Còn tấm nào không có tên thì bữa sau mình quay những clip sau thôi. Cái clip đá nào có tên thì mình đưa lên. Thì cái này đem ra bán là nhiều khi cần di chuyển qua di chuyển lại mấy cái tên rớt mất tiêu. Mấy cái tấm đá này ốp mặt tiền đồ, ốp nền mức đồ rất ok nha mọi người. Cầu thang đồ là rất tốt luôn á. Thế nhiều người làm ngạch cửa rồi cũng nổi, làm mấy cái bàn mấy cái đồ là ok luôn. Đây, cái dòng đá này cũng đẹp này. Thì nó đen những cái đớm ở giữa là không phải bị lỗi nha, cái này là cái văn đá của nó nha mọi người. Đó, giống như là cái hạt cườm vậy đó. Hạt này hơi bị to. Hôm nay mùng 1 tháng 5 lễ ở Việt Nam, anh em có đi đâu chơi không ta? Nếu ai không đi, nếu mà mọi người không đi đâu chơi, ở nhà xem clip ủng hộ mình nha. Đây, những cái dòng đá rất là đẹp và thiệt đó. Mấy tấm đá này mà ốp thang máy mặt tiền đồ cột rồi là bá cháy bùi chét. Nhà mà ốp đá hoa cương nó nhiều á, nó mát mẻ lắm mọi người. Nhiều khi tối ngủ khỏi bật máy lạnh luôn á. Cái dòng đá này mình thấy nó vẫn đẹp, nó có len lỏi những cái hạt tím 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 ở giữa rất là tuyệt. Đây, mọi người xem, mình sẽ quay tỉ mỉ một xíu để mọi người nhìn cho kỹ. Rồi, tấm này nhìn vân nó cũng đều như mọi người, nhìn vân nó vân dọc này nhìn rất là tuyệt luôn á. Cái này mà làm mặt bàn hay làm bếp làm đồ có ok, thứ gì cũng muốn làm hết. Hồi xưa mình làm bên mấy kho đá, với mình từng làm vận chuyển đá hoa cương này kia, mình rất am hiểu về các mẫu đá. Hôm nay mình sẵn làm YouTube thì mình sẽ up mấy cái mẫu lên cho mọi người tham khảo nha. Đây, mọi người thấy tấm đá rất đẹp không? Vân nó rất là chạy dài, nhìn nó giống cái gì ta? Mình cũng chưa đoán nó ra là nó giống cái gì hết. Là mấy tấm này mình thấy ở khu quận 7 người ta cũng hay ốp mặt tiền, gạch cửa, cầu thang luôn. Nếu mọi người cứ xem xét và chọn cho mình một mẫu ấy nha. Mấy cái tấm này nhìn dở da đẹp lắm nha mọi người. Do ánh nắng ở ngoài môi trường nó rọi vô tấm đá nhiều quá cho nên mình chọn một cái góc nào nó không có ánh sáng, gọi là chiếu phản lại mình quay hơi xéo xéo, mọi người cũng thông cảm nha. Rồi, mọi người thấy ánh nắng ở trên nó là chiếu vô. Mình sẽ quay nghiêng nghiêng một chút. Mấy tấm đá này nhìn thích thật. Clip mình quay không biết được bao nhiêu dòng đá đâu, mình thấy nếu mà mẫu đá là chắc hơi là nhiều ha, chắc cũng mấy chục mẫu quá. Rồi, những cái dòng đá rất là tuyệt luôn.
Hôm nay mùng 1 tháng 5 cả nhà mình mọi người đi mấy đứa đi siêu người đi siêu thị người thì chơi người thì ở nhà còn mình ở nhà thì mình làm mấy cái clip up lên để cho mọi người xem. Đây cái này có tên mình sẽ quay sát cho mọi người xem nhé, cái tên của nó đó sao đẩy vô đẩy ra cái nó chói liền mà. Tấm đá này hơi bị tuyệt luôn, nhìn giống như là một cái gì ta, một sao thời chung mình không tưởng tượng ra được những cái gì để mình nói. Thôi tự mọi người tưởng tượng đi. Đây, mọi người thấy rất là đẹp, ai thích mấy cái màu này óp vô là mình thấy là thấy hơi bị ok. Ok, very good. Có rất là nhiều mẫu đá nha, trong kho này ở Đông Ấn nha mọi người. Đông Ấn ngõ tư Gò Mây nha. Ngõ tư Gò Mây. Bữa mình giới thiệu địa chỉ ở kho Đông Ấn này rồi, cho nên hôm nay mình không giới thiệu nữa. Hôm nào mình sẽ sang Đông Ấn ở bên ngõ tư Bà Điểm mình quay cho mọi người xem. Đây là kho Đông Ấn ngõ tư Gò Mây, cũng gần nhà mình, cách nhà mình chừng có 500-600 m. Mấy cái tấm đá này mọi người mà ốp lên thì còn gì bằng. Này nhìn giống như một cái vân gỗ vậy đó, nhìn đẹp. Cái tấm này nhìn cũng ok. Bình thường á mình thấy mấy cái ông anh mình ở trên Tây Nguyên á, ảnh cưa mấy cái cây gỗ ra làm mấy cái bàn mấy cái này kia, mình thấy những cái vân gỗ nó đi rất là đẹp. Đá này nó cũng vậy, nó cũng vân giống y là gỗ vậy, nhìn rất là tuyệt luôn á. Gỗ có nhiều cây nó chạy cái vân rất là hay, còn đây đá vậy cái nhiều tấm nó chạy những cái vân rất là tuyệt vời. Mình thấy mình thích, rất là thích. Những mẫu đá này có thể đem lại trang trí cho ngôi nhà của mấy bạn thì rất là đẹp luôn á. Mọi người cứ xem xét kỹ trong clip này và thử có mẫu nào mình ưng ý và chốt lại để đó khi nào làm nhà hoặc đang làm nhà thì đầu tiên đem về lót liền. Rất là ok luôn. Đang làm clip mà sao tin nhắn nó nhắn nhiều không em. Đây những tên đá đó. Đá wow, vâng hơi bị chói sang luôn á. Nhìn vô giống như một cái sa mạc cát vậy, nhìn rất là đẹp. Nhìn cái vân 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 đó mọi người xem, nó giống như một cái sa mạc cát đúng không, nhìn rất là ok luôn. Đây là tấm giống như vân gỗ thôi, vân thẳng, vân gỗ đó. Mấy cái giả tấm này chứ làm khó làm lắm nha mọi người. Nếu mà ốp tường hoặc lót nền là làm tất cả, nếu mà làm chung đó, phải chọn vân với cái vân, làm theo vân nó rất là khó. Mọi người mà cắt lệch một cái ốp vô tấm cao tấm thấp nhìn không giống ai hết, không phải cắt làm theo vân, vân này đối đầu vân kia rất là khó nha. Từ khi làm bếp hoặc làm bàn nó đơn độc lẻ hoặc ốp nguyên một mình nó một tấm thì rất là ok. Đây những tấm này rất là đẹp nha, đá xanh đó, mình cứ sàn sàn qua cái đứa lại gần đó, thấy nó chói màu quá. Đây đá này hình như là đá gì công long công gì đó, tự nhiên quên mất cái tên đó, nhưng mà tóm lại nó thật công. Đi công long công mấy triệu mét chứ không rẻ đâu. Đây là tên của nó đây.
Ở trên Đông Á trên này rất là nhiều loại đá nha, đá lát, đá khổ lớn không, lâu lâu mới thấy có tấm hay tấm khổ nhỏ, mình thường đa số khổ lớn. Tấm của nó cao lắm, lúc vận chuyển cũng khó khăn lắm, nó cao đến 1m9, 2m2 là nó dài đến 2m7, 3m, cho nên rất là khó vận chuyển nha. Mọi người vận chuyển chừng 3-4 tấm không sao, với một tấm chạy cái gì đi sắp ổ gà cái nó là gãy mất. Đi chở hàng mà sắp gãy tấm là coi như là mệt nghỉ rồi đó. Đây mình sẽ quay sơ lược các cái mẫu này rồi bắt đầu mình sẽ và tìm những cái mẫu nào đẹp đẹp xíu để quay lên đây. Cầm đồng 2-3 kiện liền á, đuôi cầm lông cong gì. Có đá ở đây rất là rộng nha. Hôm nay lễ mùng 1 tháng 5 cho nên lính lát người ta nghỉ hết trơn rồi, mình rảnh rảnh mình quay và up cái clip lên cho mọi người xem cho nên ít thấy có ai trong clip này. Rồi rất là trống, chỉ có hình như có mình với đá không hay gì á. Một số anh em người ta nghỉ, người ta về quê, còn một số anh em người ta đi nhậu, còn mấy đứa không đi chơi thì nằm trong văn phòng. Đây mọi người thấy mấy tấm đá này nhìn khá đẹp mắt luôn. Có tên nè, tên nó nè, nghe mọi người tên của nó đó, để mọi người cứ xem cho kỹ tên nha. Đây là một tấm cũng ok nè, tấm này ở ngoài màu nó sáng và đẹp hơn, hôm nay sao mình quay vô clip thì nó hơi bị sáng hơn chút rồi. Tấm này thì phải chê đâu vào đâu được. Cái này mà chịu quay từng tấm anh chắc quay không biết bao nhiêu lâu mới hết nha. Này cứ lật ra một lá một đống vậy đến mấy lá mấy lá mấy lá, quay từng ca tấm 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 này da khá nặng á, mấy trăm ký nha mọi người. Một mét của nó bình thường á là 1 mét 60 ký, từ 50 đến 60 ký một mét đó. Một tấm này từ 5 đến 6 mét nhân lên là biết bao nhiêu ký rồi. Sao 530 bề nhất là 300 kg cho lên một tấm. Mình sẽ quay sơ lược kho một chút thôi để mình sẽ kết thúc lại ở đây, do nãy giờ cũng đã lâu rồi, làm phiền mọi người thời gian rất là dài, mọi người thông cảm nha. Hồi nãy giờ mọi người xem clip có ai chọn được cái mẫu nào ý chưa nào, nếu mà chưa ý thì đón xem mấy clip tiếp theo mình làm nhé, mình sẽ up tiếp những cái mẫu khác cho mọi người xem và những cái kho khác ở thành phố Hồ Chí Minh này, những kho đá thành phố Hồ Chí Minh này mình quen biết khá nhiều. Mình sẽ quay và up lên cho cả nhà lựa chọn. Quá nhiều luôn. Thôi hôm nay cũng đã lễ rồi, mình xin tạm dừng clip ở đây và đi chơi mấy mấy đứa bạn, hẹn gặp lại mọi người trong một clip mới nữa nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại. Tên 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 tên.